Ông dì ảnh mẹ trong ngày tốt nghiệp và bày tỏ mong muốn cô gái nhận được món quà bất ngờ từ dân mạng. Bức ảnh cô gái ôm lấy dì ảnh mẹ trong ngày tốt nghiệp của mình đã khiến không ít người rơi nước mắt. Câu chuyện xúc động trên đã được một cô giáo chia sẻ trong cộng đồng Photoshop. Cụ thể, cô đã đăng tải tấm ảnh ôm lấy dì ảnh mẹ trong ngày tốt nghiệp của mình, đồng thời nhờ mọi người ghép thành tấm ảnh chụp cùng mẹ. Được biết, mẹ cô mất từ sớm, vì thế được chụp ảnh cùng mẹ trong lễ tốt nghiệp là mơ ước lớn nhất. Em mất mẹ năm 14 tuổi, một thân chật vật với cuộc sống. Ngày tốt nghiệp nhờ quý anh chị ghép giúp tấm ảnh bé chụp với em ạ, cô viết. Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã cùng nhau chung tay phục dựng bức ảnh. Theo đó, cô gái đã nhận được bức ảnh vô cùng xúc động khi gương mặt của người mẹ thân thương được tái hiện. Trong ảnh được Photoshop, mẹ cô mặc áo dài đỏ, nở nụ cười hiền hậu và được cô gái ôm lấy. Tuy tấm ảnh chất lượng không cao, còn nhiều lỗi kỹ thuật nhưng lại thể hiện tấm lòng của người chỉnh sửa. Nhiều người đã chia sẻ, chắc hẳn em sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy người mẹ thân thương được tái hiện, được em ôm lấy trong ngày trọng đại của mình. Mẹ không được chứng kiến khoảnh khắc, cột mốc của đời em, nhưng chắc hẳn ở thế giới bên kia, bà sẽ rất hạnh phúc vì có con gái hiếu thảo. Ai cũng nhận ra rằng, có mẹ là điều quý giá trong đời. Đồng thời, nhiều người cũng đã gửi lời an ủi, động viên và chia sẻ dành cho cô gái. Sau đây là một số bình luận từ cư dân mạng. Thương quá cô gái nhỏ, chúc em một đời bình an. Chắc hẳn em đã nhớ mẹ nhiều lắm. Mình mất mẹ năm 10 tuổi, độ tuổi ai cũng nghĩ rằng bé xíu, chắc sẽ không nhớ gì đâu. Nhưng nó đã trở thành nỗi đau đi cùng mình theo tháng năm, mãi không bao giờ quên. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, mọi người ơi. Thương em, chúc em luôn có mẹ bên cạnh, nhìn hình mà không kềm được nước mắt ấy.